kinh thọ trì quy giới Avatthana xin được cải nhường cho Sít MC Nhật Huỳnh. Mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú kính cấp an minh quá thà ná. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Rạng Đồng, cảm ơn Vinh Quá Tha Ná, cảm ơn học giáo Pháp cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Nhật Bình kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào Vinh Quá Tha Ná, kính chào Maharaja, kính chào Buông Bỏ. Kính chào xin ngồi nghe, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng. Mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Cẩm Vân, mến chào học giáo Pháp, mến chào Thi An Lạc. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ cảm ơn Châu Phan, mến chào Quang Thanh về vào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm vi và ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông mở rùm và cho đạo tràng nghe pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Dạ con không biết đại đức có trước máy không, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ đức. Tiên Phong Ông Bạp Khóc Quốc Kinh số 138. Dạ sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ Nhật Bình kính mời Vinh Quách Tha Ná, mời Sức Rạng Đông, mời Cẩm Vân, mời giáo pháp hai học giáo pháp. Dạ mời Quang Thanh. Dạ một lần nữa con cung thỉnh đại đức tề đức ạ. Sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ nếu sư không có trước máy thì mời Đặng Đông. Đặng Đông ơi đưa tay trước. Dạ xa thú. Dạ Nhật Quỳnh cũng kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay của mình lên để ôn bài ạ. Dạ đọc Bali cũng được, kệ Bali cũng được, thậm chí có thể đọc tiếng Việt cũng được luôn. Dạ quý vị cứ mạnh dạn cầm mic để lần lần sẽ học được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh mời Đặng Đông nghe. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đàn. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào Đạo Tràng. Dạ kính cảm ơn quý chị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 138. Quê đá năng phá rú sẵn trà nên sa ri ra sa cha về đa năng ga ru căng qua pi a ba thăng chích tắc khê bằng qua pa pu nê quê đa năng phá ru sang cha nên sa ri ra sa cha về đa năng ga ru căng qua pi a ba thăng chích tắc khê bằng qua pa pu nê quê đa năng phá rô sang cha nên sa ri ra sa cha về đa năng ga ru căng qua bi a ba thăng chít tắc khê bằng qua ba bu nê hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quê đa năng phá rô sang cha nên sa ri ra sa cha về đa năng ga rô căng qua bi a ba thăng chích tắc khê bằng qua ba pu nê. Một là nhức nhói đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mài, bốn trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. Bản dịch của Hòa Thượng Dơi Đức. Kính mời cô Cẩm Vân.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Trạng Đông. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tự Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 138. Quê đá năng phú phá rú săn cha niêm xá ri rách xá chá pê đá năng gá rú căng hòa bí a ba thăng chít tắc khê băng quá và phú nề quê đá năng phá rú săn cha ninh xá ri rách xá chá pê đá năng gá rú căng hòa bí a ba thăng chít tắc khê băng quá phà phú mê quê đá năng phá rú săn chàm nìn xá rì rác xá chá về đá năng gá rú căng hòa bí a ba thăng chít tắc khê băng quá phà phú nề hoặc thọ khổ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn lường đường trở xôi, ba là thương tích mặt mài, bốn là trọng bệnh thuốc hay chẳng xong. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và tâm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay học giáo pháp. Sa thú. Kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Con xin thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào quý Phật tử có trong đạo tràng. Con xin cảm ơn các cô chú đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 138. Quê đa năng phá ru sằng chà nìn xá rì rát xá chá về đa năng gá ru càng hòa bí á bà thằng chít tắc khê bằng quá bà bú nề. Quê đa năng phá ru sằng chà nìn xá rì rát xá chá về đa năng gá ru càng hòa bí á bà thằng chít tắc khê bằng quá bà bú nề. Hoặc thọ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: Quê đa năng phá rú sằng chà nìn xá rì rát xá chá về đa năng gá rú càng hòa bí a bà thằng chích tắc khê bằng quá bà bú nê. Quê đa năng phá rú sằng chà nìn xá rì rát xá chá về đa năng gá rú càng hòa bí a bà thằng chích tắc khê bằng quá bà bú nê. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến không lường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính cảm ơn bác Quá Thanh Á đã bót bài. Con xin xuống mic nhường cho cô Lạc Lê ạ. Alo, được cảm ơn... Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ anh thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, cô tu nữ, kính chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu kệ số 138. Đề qua nàng phá rút sằng trà mình xa ri chát xá chát về đa nàng gá ru khầm và bà bi a ba đằng chít tắc khề phầm qua bà bùn nề hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh
kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến đường trở xoay, ba là thương tích mặn mài, bốn là trọng bệnh thuốc hay chẳng xong. Về đa năng pa ru sam cha ninh sa ri sa sa cha pe đa năng gà ru cam pa pi a pa tham chi tát khê băng quả pa phu nê về đa năng pa ru sam cha ninh sa ri ran sa cha pe ra nang ga ru kam ba ba bi an ba tham chi tat ke pang wa pa bu ne khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Hòa có nói bản dịch của Hòa Thượng Tích Minh Châu: một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến không đường trở xoay, ba là thương tích mặt mài, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. Và đó là bộ thơ của Ngài Giới Đức. Kế tiếp mời Gina. Alo, dạ, xin nhường mic là chị Tina nghe. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 138. Và con cảm ơn cô Lạc Lê. Về đa năng parisu, về đa năng paru sang cha nin sari rasa cha về đa năng karu kang wa pi a pa thang chitta khe pang qua ba pu ne ve ta nang paris paru sang cha ning sa ri lan sa cha ve ta nang karu kang wa pi a ba thang chitta khe pang qua ba pu ne. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tản tâm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Về đa năng pa ru san cha nin sa ri ran sa cha về đa năng ca ru kang wa pi a ba thang chín tăng kê băng qua ba bu nê. Về đa năng pa ru san cha nin sa ri ran sa cha về đa năng ca ru khăn qua pi a ba thăng chín tăng khe băng qua ba bu nê. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khung đường ở xoay, ba là thương tích mặt mài, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong của Hòa Thượng Thế Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức và đại đức Mẫn. Con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính thần tài đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp 138. Quê đa năng pha rút sang cha ninh sa ri rát sa cha phê đa năng gà ru càng quà bi à bà hàm chít ta phê bằng qua bà bu nề.
Về đa năng pha ru sang cha ninh sa ri rát sa cha về đa năng ga ru căng hòa bi a ba tham chi tát về bằng qua ba bu nề hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. Về đa năng pha rù sang cha ninh sa ri đát sa cha phê đa năng gà rù cam qua bì a tham chitat pe bang wa ba bu ne we da nang pa ru sang cha ning sa ri rat sa cha a ba tham chitat bang wa ba bu ne. À, con xin sám hối con bị nhầm. Con xin kể lại. Về đa năng pa ru sang cha ninh ra ri rát sa cha phê đa năng gà ru căng ba hoa bì ba thăm chi tai băng quả ba bu nê. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích vật mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. Đấy là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính cảm ơn chú Vát Thà Ná đã bót bài. Con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Sa thú sa thứ lần thầy Quang Thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 138 là cảm ơn Sít Đảng Đồng, Quang Thanh và Sít Nhật Huỳnh cho biết nghe rộng. Về đà năng pha rù sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đà năng gà rù căng và bìa ba thăng chí tạc khe băng và ba bụ nê. Về đà năng pha rù sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đà năng gà rù căng và bìa ba thăng chí tạc khe băng và ba bụ nê. Về đà năng pha rù sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đà năng gà rù căng và bìa ba thăng chí tạc khe băng và ba bụ nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá. Con xin được xuống ra kính mời Sister Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná. Dạ cảm ơn Sức Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Dạ. Con thành kính đành thể Đại Đức Minh Mẫn cùng Chi Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 138. Dạ cảm ơn Vinh Quát Tha Ná cho bài học. Về đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng qua đi a ba thăng chít
tát khệ băng quá ba bố nề về đa năng khóa rứt về đa năng khóa rứ sẵn trả nên xa rì ra xa chấp phê đa năng gà rứ căng qua bí ạ ba thăng chích tát khệ băng quá ba bố nề hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hai loạn ý tán tâm. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Về đã năng pha rù sang cha ninh, xa ri ra cha cha phê đa năng, và rủ căng qua bì a ba thăng chỉ ta kê băng, và ba bố này về đa răng pha đủ sang cha ninh xa đi ra xa cha về đa năng và ru căng qua vì a ba thăng chít tắc hay băng và ba bố này một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến không lường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. Và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh mến chào xích hành kiểm. Kính chào người phương Nam và vào đạo tràng. Hành kiểm ơi, còn 2 phút hành kiểm có ôn bài không? Anh Kiểm có ôn bài được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu anh Kiểm ơi. Anh Kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có ôn bài không? Để Nhật Quỳnh khóa sổ và ngang. Alo. Không thấy kia tín hiệu của xích thành kiểm nha. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá và sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn xích Rạng Đông, Cẩm Vân học giáo pháp, xích Tâm Phương, xích Thi Na, xích Quang Thanh và Quỳnh Quát Thanh Á đã hoan hỷ ôn bài pháp của kinh số 138. Dạ, bây giờ thì không còn bàn tay vì nào. Nhật Bình kính mời quý vị với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 139. Và cảm ơn Vinh Quát Thana cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy lời, A Nhâm Vương lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp qua 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 139. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ.
Dạ, sa thú lành thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính tri ân cô đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp cú với câu kệ số 139. Giống như các buổi học vào ngày thứ tư do chúng tôi đảm trách, bài học hôm nay chúng ta cũng sẽ học 3 phần. Đầu tiên học về từ vựng, thứ hai học về duyên sự, và thứ ba là học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ 139 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Ra cha tô qua upasak gan, ra cha tô qua upasak gan. Đoạn thứ hai: Afak kha nành cha da ru nang, afak kha nành cha da ru nang. Đoạn thứ ba: Parik kha yan cha nhà ti nang, parik kha yan cha nhà ti nang. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Phô ga năng quá pa phần gũ răng, phô ga năng quá pa phần gũ răng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn thứ nhất của câu kệ chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, ra cha tô, là ra cha thêm tiếp vị ngữ tô, tiếp vị ngữ tô thêm sau các cái danh từ đó để chỉ ý nghĩa xuất xứ. Ra cha là vua, thành ra cha tô đó là từ nơi vua, hay là xuất phát nơi vua, xuất phát từ nơi vua. Từ thứ hai, qua, đây là một bất biến từ có nghĩa hoặc hay. Từ tiếp theo, upasak gan, upasak ga chia thành đôi cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Upasak Upasaka có nghĩa đó là sự hiểm nguy hay sự nguy hiểm. Sự hiểm nguy, sự nguy hiểm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là tai vạ. Tai vạ. Để thấy thêm cái nghĩa tai vạ. Đoạn thứ 2. Chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, Afak Kha Nang Cha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Afak Kha Nang cộng với là Cha. Afak Kha Nang đó là chia theo đối cách, nó đi với cái từ Da Ru Nang ở sau, đồng cách đồng số, chia theo đối cách số ít. Thành ra nguyên ngữ của nó đó là Afak Kha Nang. Apakana có nghĩa là sự vu cáo, hay là sự buộc tội. Sự vu cáo, sự buộc tội. Chữ chá đó là một bất biến từ có nghĩa và. Từ sau cùng, đa rũ năng là đa rũ ná, chia theo đôi cách số ít.
Karuna có nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng, nghiêm khắc. À, chữ Daruna này là tính từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở trước. Apakha nanh chắc. À, nếu mà theo văn xuôi đó thì cái từ tính từ này là phải viết trước danh từ. À, nhưng mà trong trường hợp này thể kệ thành ra đó là có thể đổi vị trí lung tung. À, và cái này đó thì xin thưa quý vị người học Bali đó không biết đâu. À, đây xem như là một cái kỹ năng, một cái tài năng sử dụng ngôn ngôn từ. Ngôn ngữ Bali xem như là một cái tử ngữ, thành ra là bây giờ mình chỉ biết vậy thôi, chứ mình không có thể phát triển ra được hết, không có thể phát triển ra được nữa. Rồi đoạn tiếp theo, đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Đầu tiên Parikha Yang Cha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, Parikha Yang cộng với là Cha. Parikha Yang, Parikha Giá chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn, đối cách số ít. Nguyên từ của nó là Parikhaya. Parikhaya có nghĩa là hao mòn, sự mất mát nè. Hoặc là sự tổn thất. Hao mòn, mất mát, tổn thất. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là ly tán. Hả? Ly tán thật sự ra chưa có đúng đâu. Ly tán là vẫn còn. Ly tán đó là đi chỗ này chỗ kia thôi, nhưng mà vẫn còn sống. Còn cái này đó là hao mòn mất mát, tức là có sự chết chóc của trọng. Chữ chá là một bất biến từ, có nghĩa và. Từ sau cùng nha ti năng là nha ti, mà chia theo cách thứ 6, sở thuộc cách số nhiều, thành ra nó có hình thức là y năng. Nha ti là bà con quyến thuộc, mà nha ti năng là của những bà con, của những quyến thuộc. Nguyên ngữ của nó là nha ti. Chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên phô ga năng, phô ga năng là phô ga, phô ga mà chia cách a năng đấy, sư thưa quý vị. Thành ra chia theo cách thứ 6 số nhiều, nó có cái hình thức là a năng, giống như y năng ở trên vậy. Phô ga là của cải, tài sản. Phô ga năng là của sở hữu đó, mà nhiều của cải, tài sản. Rồi từ tiếp theo quá. Chữ quá ở đây đó chúng ta ngầm hiểu là chữ qua, nhưng mà có thể đây là thể kệ, thành ra đó là trường ngâm đổi thành đoạn ngâm. Chữ quá này là bất biến từ, có nghĩa là hoặc. Từ cuối cùng ba phần gũ răng. Ba phần gũ răng là ba phần gũ ra chia theo đổi cách. Rồi, chia theo đối cách. Số ít. Ba phần gũ ra có nghĩa là mỏng manh, dễ bể, dễ tan vỡ. Dễ tan vỡ. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch ra là nát tan. Bà con chúng ta nếu mà để ý ha, thì thấy đa phần các cái từ ở trong cái câu kệ này đều chia ở đối cách.
Sở dĩ có cái hiện tượng là chia ở đối cách đó là vì rằng câu kệ này có liên quan với ba câu kệ trên. Liên quan tới ba câu kệ trên, và cái động từ đó nằm ở ở cái câu số 1 á, nigacchati. Là bị chịu hay là chịu. Thành ra các cái từ ở trong cái câu này đó là đối cách của cái động từ đó, xúc từ của cái động từ đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi này. Thì câu kệ này liên quan tới cái câu kệ trên, liên quan tới cái câu kệ số số 37, 137, 138. Giờ mình đang học câu 139 nè. Thì 139 này đó, cùng với là 138 đó, là trình bày về các cái loại quả khổ, các cái kiểu khổ. Mà các cái kiểu khổ này đó là kết quả của cái việc, của cái việc là người nào mà dùng đao trưởng đó phạm đến các cái vị không có ô nhiễm, hay mình nói cho nó rộng hơn tí đó là các vị có cái ân đức đặc thù. Ai ha mà dùng hình phạt, tức là dùng khẩu nghiệp bất thiện nè, thân nghiệp bất thiện nè, đối với các cái vị có ân đức cao tột, có ân đức trọng đó, thì người đó đó phải chịu 10 cái loại quả khổ này. 10 cái loại quả khổ này. Thành ra đó là ba cái câu kệ này nè, lần lượt trình bày về 10 cái loại quả khổ đó. Cái câu kệ thứ tư này đó là trình bày 4 cái loại quả khổ sau cùng. Do đó đó chúng ta mới thấy có các cái từ hoặc hay là và. Thành ra đó câu kệ thứ tư này mình dịch đó là gì? Qua hoặc upasakgan. Upasakgan là sự nguy hiểm hay là sự hiểm nguy. Rajato từ nơi vua. Rồi cha và đa ru năng áp phát kha năng, áp phát kha năng là cái sự vu cáo hay là sự buộc tội nghiêm khắc. Đó là cái quả khổ thứ hai trong bốn quả khổ. Đến hai câu tiếp theo. Quá hoặc hoặc là parikkhayan nyati năng, tức là sự hao mòn hay là sự mất mát của bà con quyến thuộc. Rồi cuối cùng quá hoặc là parphangurang là của tượng châu là nát tan. Thì mình dịch nát tan cũng được, là sự nát tan của cái tài sản. Tức là dịch thuận lại đó là của cái tài sản bị nát tan. Đây là bốn cái loại quả khổ. Quý vị thấy đây có phải là bốn cái loại quả khổ không? Bốn sự hiện bày của khổ đế. Thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 139. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 139. Và tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào phần 2 và phần 3 của câu kệ.
nay quý vị nghe chúng tôi nói có thấy cái giọng nó hơi đổi đổi rồi gì không quý vị? À, lúc chiều khoảng hình như khoảng 3 giờ chiều nay là Chư Tăng Ni ở Tổ Đình Vũ Quang đi tiêm vaccine mũi tăng cường. Tiêm xong sau giờ thấy người nó hơi là lạ tí. Cho nên có thể đó là cái giọng chúng tôi sẽ hơi thay đổi tí. Có thể là nó khàn khàn hay là nó rè rè vậy thì cũng mong Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hoan hỷ. Xem như đây là cái chứng duyên. Còn nếu mà nói theo khổ đó thì đây cũng là một cái loại, loại quả khổ. Và cái quả khổ này là phát xuất từ nơi COVID lại. Thành ra đây là mà mình mong muốn đó, không có bị một cái loại quả khổ nào hết. Những cái quả khổ mà có thể nói là nặng nề như được trình bày ở trong 4 câu kệ này. Hoặc là loại quả khổ mà nó nhẹ nhẹ hơn tí. Quả khổ mà nhẹ nữa nè. Đó là các cái chướng duyên nhỏ nhỏ ở trong đời sống mình đó. Mình mong muốn mình không có bị vậy đó. Thì xin thưa quý vị đó là mình nhiệt tâm cố gắng tinh tấn tu hành sao đó để mình đừng còn cái thân này nữa. Mình còn cái thân này đó thì mình sẽ không có bị bất kỳ một cái loại quả khổ nào cả, dù trọng hay là kinh, lớn hay là nhỏ. Và muốn vậy đó thì phải làm sao xin thưa quý vị? Tu tập ngăn trừ phần. Dạ, tu tập ngăn trừ phần thì là thành tựu được giới đó, thì là mình sẽ không có tạo ra ác nghiệp. Thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp được khống chế. Dạ, thành ra là lúc đó là mình giảm. Mình giảm bớt đi các loại quả khổ. Và trên cái cơ sở của thành tựu được giới đó, phát triển qua định, phát triển qua tuệ, thành tựu cứu cánh đời sống tu đó. Từ bỏ thân này, thoát ly khỏi tam giới thì lúc đó hoàn toàn hết khổ. Dạ rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lễ bái Tam Bảo để bước vào học Pháp Phật. Với câu kệ số 139. Arahang samma sambuddho pakkhava thang pakkhavantang abhivadami svakkhato pakkhavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý này cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Quốc Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 139. Câu kệ này cùng với 3 câu kệ khác nữa là câu kệ Pháp Cú số 137, 138 và 140. 4 câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, quê Lũ Anh á. Và đề cập đến hai câu chuyện. Cả hai câu chuyện này đều liên quan đến tôn giả Múc Ga La Nát.
tức là tôn giả Mục Kiền Liên. Hai câu chuyện này đó, một câu chuyện là tiền của giả Mục Kiền Liên, và câu chuyện thứ hai là câu chuyện giữa tôn giả Mục Kiền Liên với bọn cướp. Thì xin thưa quý vị, hai câu chuyện này bà con chúng ta cũng đã nghe hai lần rồi, tức là nghe từ câu kệ 137 nè, nghe sang câu kệ 138 nè. Thành ra hôm nay đến 139 này đó, thì chúng tôi chỉ xin được nói ngắn gọn thôi. Nói ngắn gọn đó để lấy cái ý đó, đó gợi mở cho chúng ta hiểu chính xác đúng ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ mà chúng ta học đây. Câu kệ, câu chuyện quá khứ của tôn giả Mục Kiền Liên đó, đó là có một cái kiếp nọ, tôn giả Mục Kiền Liên là một thanh niên. Mới ban đầu đó là có hiếu thảo đối với cha mẹ, nhưng mà rồi sau đó có vợ, rồi nghe là vợ hôm nay nói một câu, ngày mai nói một câu, tuần này nói một câu, tuần tới nói một câu, tháng này nói một câu, tháng tới nói một câu, nói riết thì thấm, cái này gọi là lậu đó, thấm vô cái lỗ tai của chàng thanh niên. Qua đó đó chàng thanh niên từ một chàng thanh niên có hiếu trở thành một chàng thanh niên bất hiếu. Cho nên đó là mới chở cha mẹ của mình vào trong rừng đánh đập, giết hại. Có chỗ nói đó thì là đánh đập đến chết, có chỗ nói đó là chưa có chết, rồi sau đó đó ăn năn hối cải trở về, trở về. Quý vị có để ý là chúng tôi nhấn mạnh đến hai yếu tố mà. Từ chỗ hiếu thảo dẫn đến bất hiếu, tạo ra cái hành động đó là đánh đập, giết hại cha mẹ. Đó là một câu chuyện. Dạ xin thưa quý vị, cái kết quả đó là gì? Sau khi thân ngoại mạng chúng bị đọa vào địa ngục, và xin thưa quý vị đó, đọa vào địa ngục không phải là một kiếp mà rất là nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp. Vậy thì là cái tội bất hiếu dẫn đến đánh đập giết hại cha mẹ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục, và rất là lộc, rất là nhiều kiếp. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai là tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, Thượng Thủ Thinh Phật. Đệ nhất về thần thông. Nhưng mà vì do Ngài giỏi thần thông vậy đó, rồi cái Ngài thường lên xuống các cái cung trời, như là cõi Bám Ba, cõi Đao Lợi đó, rồi hỏi các cái vị chư thiên, thiên nam thiên nữ trên đó, là do nhân gì duyên gì mà được sanh về ở đây. Rồi các cái vị chư thiên ở đó trả lời, bạch Ngài, kia con còn ở trần gian, ở nhân thế đó, con hiếu thảo với cha mẹ nè, cho nên chết con được sanh về đây, con có bố thí cúng dường đến một vị sa môn cho nên con được sanh về đây, con nói lời chân thật nên con được sanh về đây, con cúng dường cây mía đến một vị sa môn cho nên con được sanh về đây, con đắp đường, đào giếng phục vụ người ta cho nên chết con sanh về đây, vân vân. Sau khi biết cớ sự vậy đó, cái trở lại trần gian cõi người đó, tôn giả Mục Kiền Liên thuyết pháp giảng đạo đó, kể cho người ta biết vậy đó, nói trở thành chư thiên đó thì làm vậy 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 đó, để bà con cô bác nghe vậy thích đi theo nhiều, khiến cho ngoại đạo khởi lên cái sự ganh ghét. Khi mà bà con cô bác đi theo nhiều thì đồng nghĩa với việc là sao, xin thú vị? Đồng nghĩa với việc người ta đi theo bên tôn giả Mục Kiền Liên nhiều, tức là người ta đi theo với Phật giáo nhiều,
đi theo Phật giáo nhiều thì thành ra là các tôn giáo khác sẽ ít người đi, mà ít người đi vậy thì lợi lộc sẽ giảm, từ chỗ đó dẫn đến có cái sự ganh ghét ganh tị, và khi sự ganh ghét ganh tị khởi lên thì dẫn đến có sân ác, buộc lòng phải triệt tiêu đối phương để lấy lại những gì mà mình có thể có được. Thành ra đó là các ngoại đạo mới thuê bọn cướp đi giết tôn giả Mục Kiền Liên. Bọn cướp đã nhận lời đi giết tôn giả Mục Kiền Liên. Lần một giết không được, vì ngài là đệ nhất thần thống mà. Làm sao rồi giết được? Đem dao rồi đem binh bao quanh rồi chẳng hạn, người ta có thần thông đó, người ta bay cái vèo mất tiêu rồi sao mà giết. Lần một giết không được, lần hai giết không được, đến lần thứ ba. Xin thưa quý vị đã học cái phẩm Đan Đá Quát Cá rồi, quý vị còn nhớ không? Ở trong đó Đức Thế Tôn ngài có dạy một câu mà ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch bằng tiếng Việt đó, là không trên trời dưới biển nè, không trốn vào động sâu nè, không chỗ nào trên đời thoát được quả ác nghiệp. Cái nhân ác mà mình đã gieo rồi, đến thời kỳ nó quả đó thì xin thưa quý vị đó, mình chạy đi đằng đông đằng tây đằng nào cũng thoát được. Đó thì cái nhân ác này của tôn giả Mục Kiền Liên là gì? Là đời xưa kiếp trước có một kiếp làm thanh niên nghe lời vợ rồi đánh đập cha mẹ với khải cha mẹ đó. Thành ra tới kiếp này nè, nó đã trổ quả rất là nhiều 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 kiếp rồi, nhưng mà đến kiếp này nó còn trổ tiếp nữa. Đó thì tôn giả Mục Kiền Liên dùng cái thần thông của mình quán xét đó, thấy rằng hết rồi, không có chạy được nữa rồi. Cái quả nó tới thời kỳ nó chín muồi rồi, làm sao chạy được nữa. Và xin thưa quý vị, ở trong kinh nói đó là dù giờ ngài có muốn chạy nữa ngài cũng không có chạy được, là vì do cái mãnh lực quả tội đó, đó nó đến thời kỳ trổ quả đó, cái thành ra là cái gì, năng lực thần thông mất luôn, ngài không có dòng vận dụng được thần thông nữa, lúc đó ngài cũng giống như một người bình thường vậy đó. Đó cho nên đó là bọn cướp nó vô nó giết ngài. Thì xin hỏi quý vị, khi mà mình giết một người đó là cái tâm mình phải như thế nào thì mình mới có thể giết được người? Phải hung tợn, hung ác lắm. Quý vị có từng giết gà giết vịt chưa? Giết gà giết vịt cũng đã khó rồi, xin thưa quý vị. Giết con nhỏ nhỏ hơn đó thì có thể làm được. Như là giết gián nè. Gián ở trong nhà đó thường đó nhiều lắm, rồi nó gây ra những cái phiền phức phiền toái đó, thành ra đó là có thể giết. Rồi mấy cái con mà nó nhỏ nhỏ hơn tí nữa đó, là ví dụ như là muỗi nè, kiến nè, muối nè, đó mấy cái loại đó là rất là phiền phức. Thì giết mấy cái con nhỏ nhỏ vậy đó thì còn có cái gan, chứ còn mà giết mấy cái con hơi to to hơn tí đó là bắt đầu cũng nhát tay lại. Giết con người đó thì là còn nhát tay nữa. Thành ra đó là để mà giết được con người đó thì tâm phải hung bạo lắm, tức khởi lên là sân tâm là ác tâm đó thì mới giết được. Đó thì cái bọn cướp mà xin thú gì, cướp thì thành ra đó là cái tâm phải ác rồi. Cho nên có ác ý nè dẫn đến có thần ác. Cho nên chúng nó vô chém búa xuống, chém ngài chết. Thì sau khi mà chém ngài chết xong ha, thì chúng nó bị cái hậu quả gì xin thú gì? Giống trời xui đất khiến đó. Mình nói theo kiểu người đời đó là trời xui đất khiến đó. Còn mà mình nói theo nhân quả nghiệp báo đó, thì là gieo cái nhân ác rồi đó, cái bắt đầu nó tới thời kiện trổ quả, cho nên đó là cái xui khiến, khiến cho chúng nó đó khi mà ngồi nhậu nhẹt lại với nhau vậy đó, cái bắt đầu là gì? Tự hào, bóc phét lẫn nhau. Đứa này tự hào rằng mình là người đầu tiên vung gươm chém tôn giả Mục Kiền Liên. Đứa khác nó cũng tranh giành vậy.
À, thì ngay khi đó đó là quan quân của vua đó ập vô bắt về. Dạ, xin thưa quý vị, sứ trạm hết. À, vua cho sứ trạm hết. À, thì sứ trạm là bị chết rồi nè. À, bị vua hành quyết nè. À, bị vua hành quyết chết, chết xong hết chưa xin thưa quý vị? Hết mới lạ ha. À, chết xong là tiếp tục phải bị khổ ở dưới địa ngục nữa. À, hai câu chuyện vậy. Đó thì hai câu chuyện này là gợi mở cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong một loạt ba câu kệ này. À, tại sao chúng tôi nói có ba câu kệ? Xin thưa quý vị, ba câu kệ này trình bày về 10 cái loại khổ, còn cái câu kệ cuối cùng đó, đó là khuyên mình đi kia kia nọ. À, thì từ cái chỗ đó đó, à, từ cái chỗ những cái gợi mở này nè, mình thấy ha, 10 cái loại quả khổ này nè là 10 cái hình thức hiện bày của cái sự khổ. Mà cái sự hiện bày của cái sự khổ này là do đâu? À, là mình quay trở lại cái câu kể đầu, là ai mà dùng hình phạt đó, à, đối với cái người ở trong cái câu kệ Pháp Cú số 37 đó thì nói là, à, đối với người người gì đây, à, người không ác, à, cái người không có ác, à, thì người không có ác ở đây đó mình hiểu rộng ra tí ha, là người có bốn vô lượng tâm hay là tứ vô lượng tâm, à, bốn vô lượng tâm hay tứ vô lượng tâm, à, thì ai có bốn vô lượng tâm hay có tứ vô lượng tâm tự nhiên xin thưa quý vị, bậc A La Hán, à, bậc A La Hán là người có tứ vô lượng tâm tự nhiên. À, dù cho vị đó có tu đề mục tứ vô lượng tâm hay là không, thì khi mà thành tựu quả vị A-la-hán thì vị đó vẫn có tứ vô lượng tâm như thường. À, tứ vô lượng tâm đó là đề mục thiền chỉ. À, mình luyện các cái đề mục này để mình đắc chứng đắc các cái thiền thiền hiệp thế đó xin thưa quý vị. À, nhưng mà đối với cái bậc mà thành tựu quả vị A-la-hán đó, à, thì dù cho vị đó trước đó không có tu tứ vô lượng tâm đi, vị đó cũng thành tựu được tứ vô lượng tâm. À, cho nên vị A-la-hán đó là luôn luôn lúc nào cũng có tứ vô lượng tâm. À, luôn luôn lúc nào cũng có tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Luôn luôn lúc nào cũng có tâm bi đối với tất cả chúng sanh. Luôn luôn lúc nào cũng có tâm hỷ, à, đối với cái sự thành tựu của chúng sanh. Luôn luôn lúc nào cũng có cái xả tâm. À, tức là cái khả năng của mình mà tế độ người đó không được thì thôi, à, chứ không có bực bội, không có tức tối khó chịu. À, đó là cái đối tượng có tứ vô lượng tâm tự nhiên. À, đối tượng có tứ vô lượng tâm tự nhiên thứ hai là ai ạ? À, xin thưa quý vị, chúng ta miễn bàn là Phạm Thiên. Phạm Thiên là ai mà có tu tứ vô lượng tâm thì người ta mới có vô lượng tâm nha, chứ không phải đó là tất cả Phạm Thiên đều có tứ vô lượng tâm đâu. À, không phải như thế quý vị. À, thành ra cái đối tượng có tứ vô lượng tâm thứ hai đó là cha mẹ đối với con. Chỉ đối với con thôi nha sư quý vị, chứ đối với con người hàng xóm đó là không có đâu á. Con ruột của mình đó thì mới có tứ vô lượng tâm tự nhiên. À, thì từ cái chỗ chúng ta thấy nè, có hai hạng người này, hai đối tượng này có tứ vô lượng tâm thôi. Mà hai đối tượng này đó thì xin hỏi quý vị, có phải là hai đối tượng có ân đức đặc biệt, đặc thù ở trong đời không? Phải. À, như là người Việt mình nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cái đại loại vậy. À, còn lại gì ca dao nữa thì nói lại gì? À, cơm cha nè, áo mẹ chứ gì nữa. À, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước cao, những ngày còn thơ,
Thành ra đó là cha mẹ là người có cái trọng ơn đối với con cái. À, rồi bên cạnh đó nè, nếu mà nói rộng đó, xin thú vị ha, thì là tam bảo, là thầy đó, là cơm cha này, áo mẹ này, chữ thầy nè. À, thì tam bảo là người thầy. À, thì tam bảo là người thầy có cái trọng ơn. À, nhưng mà trong tam bảo này mình nói cụ thể đó, là bậc lậu tận. À, bậc lậu tận đó thì mới là người không còn cái ác tâm, mới là người đó có tứ vô lượng tâm tự nhiên, có tứ vô lượng tâm hoàn hảo, cái tâm quảng đại, tâm vô biên, cái tâm rộng lớn vậy đó. À, thì thành thử ra đó, mình mà phạm lỗi với họ đó, à, thì xem như là gì? À, nếu mà mình phạm lỗi với cha mẹ này ha, tức là mình phủ nhận đi cái thâm ân, phủ nhận đi cái công sinh thành dưỡng dục. Còn mà mình phạm lỗi đối với bậc thầy đó, thì là mình phủ nhận đi cái công ơn dạy dỗ. À, mà tam bảo đó là người thầy hướng dẫn mình thoát khỏi khổ, hướng dẫn mình từ cái chỗ mê này đến cái chỗ ngộ, từ bờ này nè sang bờ kia, từ cuộc đời này nè ra khỏi cuộc đời này. À, và trong tam bảo đó, đó cái quả mà tột cùng đó là lậu tận. Dạ, là lậu tận. À, do đó đó một ai đó trong câu kệ 37 đó sử dụng cái từ là vô đó, một ai đó hay một người nào đó mà thực hành thân ác hạnh, xấu ác hạnh đối với những cái bậc mà có thâm ân cao dày đó, đó thì phải bị chịu 10 cái loại quả khổ đau này. Hôm nay chúng ta học qua 4 cái loại quả khổ đau sau cùng. Quý vị nghiệm ra ha, ở trong duyên sự đó có nói đến những cái loại quả khổ đau này không? Ở trong duyên sự có nói đến những loại quả khổ đau này không xin thú vị? Có. Dạ, có đó ha. Nếu mà bà con chúng ta để ý tí đó là thấy có. Đó là gì ạ? Cái bọn cướp á, nó giết tôn giả Mục Kiền Liên nè. À, thành thử ra là gì? Bị vua bắt. Đó, rồi vua hành hình. Có phải chưa xin thú gì? Đó có nghĩa là gì? Là ra chát tô nụ và sắc gắn. Đó là bị cái sự nguy hiểm từ nơi vua đó. Đó mà chơi với vua hay là gần vua là giống như là chơi với hổ, gần hổ vậy. À, vua có thể đó là ra cái lệnh là tru di tam tộc, tru di tất cú tộc luôn. À, cái sự nguy hiểm cao nhất từ nơi vua đó là kết thúc mạng sống. Đó thì cái bọn cướp này nè, do giết bậc A-la-hán nè, tôn giả Mục Kiền Liên, bậc có ân đức cao tột, bậc không còn ác tâm, bậc không còn bất kỳ một phiền não nào nữa, bậc có tứ vô lượng tâm hoàn hảo. Thành tự ra đó nó mới bị cái quả khổ vậy. Đó là bị nguy hại từ nơi vua. Đó mà nguy hại từ nơi vua này nè, chúng ta thấy qua cái câu, qua cái duyên sự đó, là vua ra lệnh bắt hết cái bọn cướp đó đem về hành quyết. Đó rồi thứ hai là gì? Bị vua trọng tội nè. À thì bị vua trọng tội, vua bắt về mà giết đó thì cũng phải ghép cho người ta một cái tội gì đó. Đó mà để cái mạng sống của mình phải bị đứt, bị mất đi đó, thì cái tội đó phải là tội nặng. Dạ, phải là tội nặng. Dạ rồi, xin thưa quý vị, khi mà mình bị chết vậy đó, thì có phải đó là mình phải là ao mòn bà con không? Có.
cũng ham mong bà con làm chết rồi bà con còn sống lại à, hoặc có đôi khi đó à, là mình chưa có chết à, nhưng mà bà con thân bằng miếng thuộc của mình đó mất mạc. Ví dụ như là gì à, tiền thân của tôn giả Mục Kiền Liên đó à, nghe lời vợ rồi giết cha giết mẹ đó à, thì cha mẹ mất đi đó là mình bị mất mát thân bằng quyến thuộc rồi nè à, hao mòn thân bằng quyến thuộc rồi nè. Rồi tài sản nát tan à, thì cái này là mình cũng hiểu rồi, xin thú vị ha. À, bị vua mà bắt nè, rồi hành quyết đó thì là tài sản đó bị xung công rồi à, nội đơn giản vậy thôi là mình cũng đã nhận ra được rồi à, như vậy thì cái câu kệ này đó dạy cho chúng ta là cái gì? Ai trong đời này đó mà thực hành thân ác nghiệp nè, khẩu ác nghiệp, dĩ nhiên để thực hành được thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp đó thì nó phải à, xuất phát từ ý ác nghiệp à, thành ra khi nãy à, kể chuyện đó chúng tôi mới nhấn mạnh đến quý vị đó là à, chàng thanh niên nghe lời vợ đó hôm nay nghe vài ba câu này, mai nghe vài ba câu đó à, nghe từ từ thì có bắt đầu sự bực bội đó mới tăng dần lên, nó trở thành đó là cái sân ác à, cái sân ác đó đó nó lớn mạnh lên, cái nó tức nước vỡ bờ đó được thể hiện qua cái thân ác à, xin lỗi, ý ở trong tâm đó đó à, nó lớn mạnh lên đó cho nên thực hiện qua cái thân ác cậu ác à, cho nên đó là gì mới dụ cha mẹ vào trong rừng rồi đánh đập cha mẹ à, nhưng mà cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp ở đây nè tác động đến đối tượng à, quý vị nhớ ha, đối tượng có ân đức cao dạy đó, thì trong cái câu kệ đó cho chúng ta biết là có hai đối tượng, một là con cái đánh đập giết hại cha mẹ, thứ hai là người khác, bất kỳ ai cũng được à, đánh đập giết hại bậc lậu tận à, đánh đập giết hại bậc lậu tận đó, thì người đó đó phải bị cái quả như kiểu này à, bị cái quả như kiểu này à, xin lỗi, cái ý cuối cùng là tài sản nát tan hả à, tài sản nát tan này đó chúng ta còn hiểu thêm một cái ý nữa gì à, cái tài sản này đó là của cải vật chất hay xin thú vị ha, nhưng mà tài sản mình hiểu rộng ra tí nữa đó là luôn cả thánh sản đó thì nó cũng bị nát tan luôn, nó cũng bị mất luôn à, thì để hiểu được cái ý này nè bà con, chúng ta nhớ ông vua Xà Thế không à, ông vua Xà Thế ông giết vua Bimbisara đó để ông cướp ngôi á à, thì cái câu chuyện liên quan tới ông vua Xà Thế được trình bày lại trong kinh, trong cái bài kinh gọi là Sám Muôn Quả à, một lần nọ ông tới đảnh lễ Đức Phật đó, cùng với thánh chúng đó, mà nguyên cả một cái hội chúng của Đức Thế Tôn đó, là im phăng phắc à, không có nghe bất kỳ một âm thanh nào cả, khi mà ông đến gần nó khiến cho lông tóc của ông rợn. Đó, cái hội chúng thanh tịnh đến độ vậy à, và qua cái buổi tiếp xúc đó à, sau đó Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là nếu mà vua Xà Thế không có phạm tội giết cha đó à, thì ngay cái khoảnh khắc giờ phút đó là vua Xà Thế có thể chứng đắc được đạo Phật à, nhưng mà vì do cái tội vua giết cha đó, cái thành ra đó là cái thánh sản này bị tiêu tan, bị mất. À, chẳng những vậy đó mà sau khi thân hoại mạng chung phải bị đọa xuống địa ngục rất là lâu nữa à, thành ra đó là phạm cái loại tội này đó thì xin thưa bị những cái quả nó nặng nề khốc liệt vậy à, thì từ cái chỗ này nè ha, chúng ta học giáo lý Phật nè, mình biết vậy nè à, mình biết đó, à mình mà bị những cái quả mà nó khốc liệt vậy ha, à, bệnh ung thư nè, đau đầu kinh khủng nè, à, đứt tay gì đó, à, mất tay mất chân nè, đại loại vậy,
À, thì lúc đó đó bản thân của mình á, phải quan sát xem xét lại xem mình có hỗn hào sắc sược phạm lỗi lầm nào đối với cha mẹ hay không. Mình có hỗn hào sức sược phạm lỗi lầm nào đối với Tam Bảo hay không? Nếu có thì phải sám hối, sửa sai. À, thì may ra đó, xin thưa quý vị, khi mà mình sửa sai vậy đó, à, thì tức là gì? Là mình tạo ra thiện nghiệp. À, thì có thể thiện nghiệp này nó bào mòn đi cái ác nghiệp đó, khiến cho cái sự đau đớn đó nó giảm dần. À, còn nếu như mà mình không có nhận ra, không có hiểu ra, à, cái xui xẻo mình đang gặp ở đây nè là do mình tạo cái nhân gì để mà mình sửa đó, à, thì cái xui xẻo hay là cái sự khổ này nó càng tăng thêm, và nó càng tăng thêm. À, đó là cái cảnh thứ nhất, à, chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Cái cảnh thứ hai đó là khi mà mình hiểu biết, mình có học giáo lý học Phật ha, cái mình hiểu à, tạo ác nghiệp đối với bậc mà có ân đức vậy đó, à, thì cái quả khổ nó nặng nề lắm. À, thành ra đó là gì, mình sợ rồi mình có thể đó là khống chế ngăn trừ được. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi mà mình ngăn trừ được à, những cái nhân gọi là ác rồi đó, thì bây giờ mình tiếp tục ngăn ngừa, ngăn trừ những cái nhân thuộc bất thiện. Tu là phải hoàn thiện từ từ vậy đó, xin thưa quý vị. Đó, phải hoàn thiện từ từ vậy đó. Đó là à, mình không có hỗn hào, à, xin lỗi, mình không có tạo thân nghiệp, thân ác nghiệp, à, khẩu ác nghiệp, à, đối với ông bà cha mẹ, à, đối với Tam Bảo. Thì bây giờ đó mình nhận rỗng ra luôn là mình cũng không có nên tạo thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp đối với con người nè, con người trước cái đã. À, rồi bắt đầu có dần dần xuống cái tới các loại thú. À, có khi đó là mình gặp người đó, xin thú gì, à, người ta chọc mình có thể nói đó là sân đùng đùng luôn đó, à, kiềm chế không được luôn đó, nhưng mà mình có thể kiềm chế được. À, nhưng mà gặp một cái con chó hàng xóm mà nó sủa tầm bậy đó là mình có không có khống chế được. À, mình phát bực lên là mình quăng dép hay là mình chọi đá gì đó, là vì sao? Vì mình nghĩ đó, à, đó con người, à, cho nên mình sân người ta đó, người ta có thể đập lại. Chứ mà cái con chó này nó nhỏ hơn mình có thể sân được. À, hoặc là con mèo nè đó, hoặc là gì, à, con muỗi nè, hoặc là con kiến đó, thì mình tu tập, à, thân hành khẩu hành hồi nãy chúng tôi nói đó, là mình tu tập ngăn trừ phần đó, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. À, thì mình tu tập từ từ vậy đó, chúng tôi đối với cái loại, đối với đối tượng có ân đức đó là mình tuyệt đối mình có thể gìn giữ được rồi. À, mình có thể ngăn ngừa được, à, ngăn ngừa khẩu ác nghiệp, thân ác nghiệp được. Bây giờ tới đó, đến đối tượng là con người, để con người mình làm được. Bắt đầu đó là giờ qua tới con vật, con vật to, à, như là trâu bò nè, à, chó mèo nè, gà vịt mình làm được. À, mình không có đánh đập giết hại nó, mình không có quát tháo chửi bới nó, thì dần dần xuống tới những cái con mà nó hơi nhỏ hơn tí, đó là như là con gián nè. Đây là những cái con vật mà chúng tôi thấy thường xuất hiện ở trong nhà mình đó, à, ảnh hưởng tới mình nhiều đó. Đó, mình có được cái tâm từ đối với chúng nó. À, từ những cái con to đó mình xuống nhỏ nhỏ tới con mối, con kiến, con muỗi. Đó, mình tập từ vậy đó, xin thưa quý vị. Thì khi đó đó là mình thu thập cái ngăn trừ phần đó hoàn hảo. Dạ, hoàn hảo. À, thì với những ai mà tu tập được cái ngăn trừ phần hoàn hảo vậy thì mới dẫn đến không có tạo ra, không có phạm những cái lỗi lầm này nè. À, thì từ cái chỗ đó mới không có bị các cái loại quả khổ này nè. Và thấp hơn tí đó là mình cũng bị ảnh hưởng bởi COVID này đâu. À, hoặc là ít ít. Và thấp thấp hơn tí nữa là
mình phải bị vaccine nó hành. À, thì từ cái chỗ đó đó bà con chúng ta có nhận thấy rõ ràng cái khía cạnh. À, nếu mà mình nhận ra được cái khía cạnh nhân quả một cách rõ ràng, mình hiểu biết nó sâu sắc đi đi nè, rồi mình tin tưởng nữa nha xin thú vị, thì hãy cố gắng ứng dụng vào trong đời sống của mình, tức là hãy cố gắng tu tập cái miệng của mình, tu tập cái thân của mình cho nó được tốt đẹp. Tốt đẹp dẫn đến chỗ đó là hoàn hảo luôn đó, thì mình mới có thể tránh được các cái loại quả khổ này. Ước mong tất cả chúng ta đã đều hết khổ trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 139 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong phước báo này hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin hồi hướng phần công đức pháp thí này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bồ Tát Sắp Bồ Tát Ngài Lăng Rạc Khăn Tôi Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Bồ Tát Nữ Phá Quê Nữ Sa Đà Sở Thị Phú Anh Trụ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Tát Ngài Lăng Rạc Khăn Tôi Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Đề Hàm Ma Nữ Phá Quê Nữ Sa Đà Sở Thị Phú Anh Trụ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Tát Ngài Lăng Rạc Khăn Tôi Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Đề Sang Kha Nữ Phá Quê Nữ Sa Đà Sở Thị Phú Anh Trụ Đề. Tất cả phương quang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.